Tự nhiên từ một người bình thường đến khi mà bị một người đàn ông nào đó hãm hại thì để ra đứa cháu lớn này là chị đổ bệnh. Không. Nói chung là hai cái thằng nhỏ với hai thằng đứa con này nè đều bị quốc ức hết á. Nói chung là ở trong con mắt con người ta có cái chấm đen đó là ghi nhận. Trời, hai bên nhắc nếu mà không có thằng này cô tự tử cô chết. Tôi thật mà không. Cô tự tử 3 lần rồi. Chưa chết. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay Phong Bụi đang có mặt tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau lưng của Phong đây là một căn nhà trọ. Ở bên trong căn nhà trọ này thì có một câu chuyện hết sức đau lòng. Và đứa con thì bị tâm thần và khờ khờ một xíu. Và cách đây không lâu thì có một người lớn tuổi hơn 70 tuổi đã hãm hiếp và khiến cho có thêm một đứa cháu. Và bây giờ thì mình sẽ ghé vào thăm gia đình để trò chuyện với mọi người rõ hơn về hoàn cảnh nha. Này là chị gái Chào nè. chị. Chị. Anh kiếm ngoại hả? Có bà đâu vậy, là bà chị cô rồi ta? Cô đâu vậy bà? Có người bán rồi. Ủa bà tên gì? Hả? Bà đi lại. Bà tên gì? Trình mà bảy. Bà Bảy đúng không ạ? 80 người. Dạ bà Bảy năm nay là 80 tuổi rồi cho nên là bà bị nặng tai. Mong mọi người thông cảm nha. Cho nên là đôi khi mình nói chuyện hơi to giọng so với bà. Con bà đâu? Hả? Con của bà đâu? Con nói gì? Con bà đâu? Con nó mẹ nó đi bán vé số rồi, Còn đây là cháu. nó ở nhà nè, tôi lên bữa nay 3 bữa rồi. Chị là cháu của bà hả? Chị gái ơi. Em không Lên có thăm liên quan mà gì tới bà con. hết trơn á. Bà có đi làm gì không? Không, ở dưới quê thì bằng ruộng ở dưới chơi làm gỉ à, không có đi làm. Già rồi đâu có đi làm được. Chị đi đón đám bé. 80 tuổi rồi, Cô bạn đâu phía có sau cô làm đi cái đón đám gì. bé rồi. Cô đấy là gì? Ừ, Cô đi đấy là con của anh này, chặt mẹ của chị này. nam đồ á, người ta cho tiền rồi xa vậy đó. Chị này ngày xưa hình như làm thợ uốn tóc này. Chị sang á, chứ đi Chị ấy lau sạch đấy. Dưới thì đi chợ đó. Chị ơi. Chị lấy ba lô chuẩn bị đi đâu á? Em đi hay đi chơi với bạn. Đi chơi với bạn hả? Dạ, đi du lịch lắm. Du lịch. Hôm nay đi đâu du lịch đâu chơi chưa? Đi mấy chỗ à. Mẹ nó mới thì bán rồi thì đi cũng không có nhiều, đi có mấy ngày rồi về. Chị tên gì chị? Ba tháng rồi. Hỏi mấy lời thăm con. Em không biết, em không nhớ. Em hỏi tên anh là anh hỏi tên là anh gì? Hỏi cho biết mà. Thôi từ khuya ngoài về rồi trời. đi cái xe cao lãnh nó hút rồi tôi bắt đi xe chuyền xuống dưới An Sương rồi là miền Tây rồi mới mua xe mới về được, Bà lớn tuổi vậy bởi bà đi ngoài được không có tiền nhiều rồi Vậy là ra không có đi xe chuyền được, ngày đầu đi xe luôn nữa ít tiền 80.000. Chúng mình ra ngoài còn có 150.000 rồi hỏi con đi xe chiều làm sao đủ tiền. Con nó không có tiền, phải có tiền nó cho. Cần Tết rồi. Người gần Tết người ta mới phát lương. Giờ đâu có tiền. 150.000 ở ngoài đời đi xe chia luôn thì 80. Còn dư mấy chục ngàn giờ Tết. Vậy là bà là ở Đồng Tháp, mà từ Đồng Tháp mà mọi người hình dung là con ơi. lên Sài Gòn là mất khoảng ít nhất là tệ lắm là phải 180 cây số, thì đi phải ba bốn tiếng đồng hồ, mà đi xe đò phải mất hơn 4 tiếng đi xuống dưới cái bè. Giờ sáng rồi. Rồi hôm nay lên thăm cháu thăm con ha, chắc chờ chị gái về để trò chuyện. Dạ thưa nè, đây đây là mẹ của chị gái này. Dạ. Nguyên là bà cố thôi ngoại. Này là bà cố, này là mẹ mẹ con, và này là
Bà ngoại. À, vậy là con mới đi học về đúng không? Cô đi con. Chào mẹ đi học. Chào bà cô. Giỏi quá ta. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tết nay cô 54. 54. Cô, con nãy giờ con cũng chưa biết tên cô tên gì cô? Tên Hà. Cô Hà. Con nghe được bà con giới thiệu là cô bán vé số và cô sống ở nhà trọ này. Hôm nay là có mẹ của cô vào là bà ở Đồng Tháp lên. Còn chị gái này thì nghe nói là mấy hôm nay đi chơi hả? Đi chơi. Nó đi chơi người cái giờ bữa cái nó về. Ở trong thành phố ngoài chứ không có đi đâu xa. Trong thành phố ngoài thành phố rồi đúng không? Chị có mấy người con rồi? Có một đứa trai. Một đứa trai hả? Chứ em bé tên Semi. Semi hả? Vậy là chị gái là có hai đứa con. Đúng rồi. Một đứa thì gửi nhà người thân. Còn ngước mặt lên nói chuyện con. Nói chuyện với em nè. Làm cái chân mày đẹp ghê không? Chị có hồi xưa giờ chị học làm tóc không, làm trang điểm không mà sao nhìn đẹp ghê ta. Mà ví dụ như chị đi chơi vậy mấy ngày rồi, con chị ai chăm sóc? Dạ nó lớn rồi thôi, nó cũng tự biết chứ, là mình ở đâu thì nó cũng đâu có tiếp mình, nó lo mình được, nó đâu có lo nó được nhiều đâu, chỉ là lo cho nó ăn thôi, với lại cho nó chỗ ngủ thôi chứ đâu có lo gì nữa. Rồi chị đi chơi phải lấy tiền đâu nuôi con? Nó không có cần tiền, nó chỉ có ăn uống này thôi. Chỉ là lấy tiền đâu mua đồ ăn đó. Thì nó đi học đó, người ta cho nó ăn, còn người ta cho không cho nó ăn. À, người ta cho nó ăn, về nhà bé lấy gì bé ăn đó? Thì nó đói bụng thì nó đòi. Chứ ai biết. Nó bụng thì nó đòi nó ăn. Cũng đòi nhưng mà mình không có tiền thì mình lấy gì mình mua cho bé ăn? Đó là chuyện thực tế, là nhiều người xung quanh có cần nó thì cho nó ăn, còn không cần thôi. Đối với chú về chị có cần con không? Ý là nói là em không có cần con, nhưng không cho nó ăn đương nhiên rồi. Tuy nhiên người ta chăm sóc, người ta cho nó ăn thì lúc đó là người ta có nó cần ta thì là qua, coi như là qua lại vậy thôi. Còn gì lúc nào thì người ta cho nó sống thì nó sống, mà cho nó chết thì nó chết. Nó sao kỳ vậy? Thì nó không ăn, nó đói thì nó cũng chết. Ý chị đi làm chị kiếm tiền chị về mua đồ ăn cho bé nó ăn chứ. Chị là mẹ mà. Anh không hiểu chứ. Đi ra ngoài đường đi hỏi mẹ là chỉ ra ngoài đường ẩn con lên thôi rồi thôi. Chứ toàn bộ đồ ăn là cũng phải cho, có người ta cho mới ăn. Chứ mình mắc giữ con rồi, mình phải làm cái này cái kia tùm lum mới ra được cái món đồ ăn đó mình mới cho nó ăn được. Còn phải mất khoảng thời gian nữa người ta mới cho nó ăn. Coi như là người xung quanh á, dòng dòng cũng phải nuôi chia sớt nhau hết trơn, chứ đâu phải người mẹ nuôi đâu. Cô cho con hỏi thăm là chị á, chị tên gì nãy, chị tên gì ạ? Chị Nguyên. Chị Nguyên thì nghe nói là có hai đứa con. Và đúng rồi. Và đứa con đầu thì như thế nào chị? Cô có thể chia sẻ là ba của cháu nó không biết cái ai đâu. Giờ cái thằng này nè, hầu mẹ nó bệnh vậy nó mà cái bộ não nó không có phát triển, hơi kém một chút. Ta chưa đưa cái dĩa thuốc uống coi thay đỡ hơn rồi mới có tiền mới đi khám đó. Cái bộ não nó hơi chậm. Rồi con đứa thứ hai của... Đứa thứ hai chứ, rồi có ba nó, để ba nó nuôi. Dạ, ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi và... 60 mấy tuổi rồi. Trời. Người ba thứ hai là 60 mấy tuổi. Vậy thì chắc là chị khờ mấy người đó họ hãm hại đúng không? Người đầu là mình không xác định được, không biết ai hết. Và người thứ hai là 60 mấy tuổi. 67, 68 rồi, dạ rồi. Vậy thì cháu thứ hai thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tuổi thằng già đó, ai biết. 3 tuổi mấy, 4 tuổi. 3 tuổi mấy, 4 tuổi. Rồi mấy nay nghe nói là chị đi đâu á, mới về? Nó đi dạo cảnh. Đi dạo cảnh mấy ngày? Có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, có khi 6-7 ngày, nó vô chừng không biết làm sao đâu. Bây giờ chị thấy chị mang tóc nè, chuẩn bị chắc có lẽ là đang tính đi đâu nè. Ở nhà mình sử dụng cái đồ ăn thức uống, nhiều khi nó
không nổi, ăn những thức ăn dơ á, mình không có. Vậy chị đi ra đường với ai cho chị ăn? Thì mình hỏi chứ, cứ từ lúc ta cho thì ăn cũng đầu thôi. À, cho cũng giống như con của mình đó, mình ăn ăn chỗ nào sạch sẽ, hay là mình ở nhà mình không có không khí, mình không có định kiến gì, đâu có ai chỉ như vậy cho mình thấy không, lúc nào cũng ai đi học hoài nữa. À, chị đi thường thường là nửa tháng như vậy một lần à? Nếu có chỗ ở thì có thể quốc như một tháng. Đây là thường thường tối chị ngủ ở đâu? Ngủ ở ngoài công viên hoặc là đi kiếm chỗ nào đó sạch sạch ở ngoài dẫn, ở ngoài cà phê đồ đó ngủ. Tại sao chị không ở nhà, chị đi làm phụ mẹ chị? Mẹ chị đi bán vé số này, nuôi con chị này, nuôi mẹ, nuôi bà ngoại này, nuôi cả chị nữa này. Vậy là nuôi hết rồi thì đâu cần phải mình đi học chuyện này chuyện kia nữa, ra cái gì. Mẹ chị gì? Sáng phải đi bán vé số từ sáng sớm đến tối khuya mới về, ngày kiếm được có mấy chục ngàn à, đâu có tiền đủ để nuôi con chị đâu. Vậy anh coi nhìn cái tướng của nó nếu không đủ thì sao, nhìn cái tướng nhìn những hình lên cho nó thôi, có khác gì cứ con người ta không sao. Chị gái là thích khi nào về là về thôi. Đúng rồi. Dạ. Nó về rồi cái tắm rửa. Nhưng mà con thấy chị là có hai người con với hai người bố khác nhau. Rồi giờ mà chị đi nữa thì cô có ngại sợ rằng là sau này có một cái chuyện gì đó có lặp chứ. Lại lần thứ ba không? Bởi vì bán tâm hậu không có, bán vé số rồi khỏi lấy tiền đấy thôi. Trời, bữa nay giàu quá, bán vé số không lấy tiền. À, nó có nó nói thật. Do cô suy nghĩ về con gái nhiều quá. Đúng rồi. Cho nên là cô không còn tư tưởng về bán vé số nữa. Đúng rồi. Hôm nay qua hôm kia cũng mất 18 tờ. Bị hoài gì? Không, con hỏi là ví dụ cái tâm của cô lo, cô sợ. Lo chứ. Bởi vì mình quá khổ rồi. Bây giờ ai cũng nói chung là nó thiệt chứ ai cũng khi, nhưng mình có mắt thấy cũng như đuôi mà lỗ tai nghe cũng như điếc rồi, có họng ăn mà không nói được. Có khi bằng cái gì. Rồi mình khuyên chị có hiểu ra cái điều gì không vậy cô? Nó không có nói chuyện đâu, rồi mấy chú lại nó mới nói đó. Từ nhỏ thì chị tính tình như thế nào và sức khỏe chị lúc đó ra sao ạ? Nó người thợ cũng tóc mà nó hiền lắm. Rồi, không quen ai chẳng á. Dạ. Rồi chị đổ bệnh từ khi nào? Từ hồi 15 hồi năm 2015 nè, cái thằng này 5 tuổi nè. Vậy là lúc mà mang thai á là bắt đầu là tính tình có sự thay đổi. Đúng. Và hồi xưa thì vẫn đi làm bình thường, tỉnh táo bình thường. Đi bác sĩ, đi khám bác sĩ nói bệnh gì chứ không à? Không có đi. Mình không đi. Vì sao à? Không được. Hôm đó nó ghé một lần. Cũng nhờ cái đồng tiền 1 triệu đó là cháu nó bệnh sốt, bà cũng bệnh, trả dư nó nói chung là dư được 300.000. 300.000 đó để dành mua đồ ăn rồi cho má. Rất là mừng, còn hôm mà trúng số độc đắc rất là mừng. Là hôm trước là anh Tiến Sài Gòn có cho gia đình mình 1 triệu. Cái số tiền 1 triệu đó là cảm giác như mình đang trúng số vậy. Đúng. Dạ. Có sao nó vậy, trả những mình về quê rồi thôi, nó kêu nó qua đây mượn chỗ 200-300. Dạ. Cái trả còn dư lại 300. Vậy là mình còn mắc nợ, còn thuê nhà trọ, còn mượn trả. Còn giờ đang góp 3 triệu để lý góp, nói chung là chót rồi, người mới hỏi lợi đóng được hai lần, có cái sổ rồi. Như vậy là mình có sao nói vậy, 3 triệu thì một ngày á, người ta cho tổng cộng này kia là một ngày là gấp 150. Cái đó là ta thấy hoàn cảnh khó khăn, có sao mình nói vậy hả? Cái đó là ta giúp đỡ, ta thấy mình sống không có cái gì. Tự nhiên từ một người bình thường đến khi mà bị một người đàn ông nào đó hãm hại thì để ra đứa cháu lớn này là chị đổ bệnh. Không, nói chung là hai cái thằng nhỏ, hai thằng đứa con này nè đều bị quốc ức hết á. Nói chung là ở trong con mắt con người ta có cái chấm đen đó là ghi nhận hình giống như vậy, nhưng mà nó đều vô dụng hết, nó không có bao giờ có sự lợi ích gì, trừ khi người ta còn phải còn lên toàn cầu thế giới. Là đến khi nổi mà lên cung trăng hoặc là mặt trời gì cũng chưa có hiệu quả nữa đó anh. Chưa được giữ được những cái gì mà trong tay nữa. Chứ đừng có nói là mấy thằng này sinh ra trong ruột từ khi mang thai. Em đẻ ra em bị mất
rất là sốc cho nên anh bị bệnh, đi khám bác sĩ là chích thuốc này nọ, đi đi khám tinh thần, đôi mắt, trí óc, coi não có nó còn tỉnh táo gì nữa không. Cái đó do quá vô dụng đó, với khi mà đi lên trên cao đi với cái mặt trời mặt trăng nó 100 con mắt như vậy nữa cũng chưa có người gọi được nữa. Chứ đừng nói là để hai đứa con bị sốc. Vậy là cái nguyên nhân từ đâu vậy? Cái nguyên nhân từ ở nước, ở các nước khác nhau. Ví dụ như mình nước ở dưới, nước ở trên là nó khác, nhưng mà mình có thể đi lên tới tận với nó mặt trời đi chăng nữa cũng chưa chắc được mình phân biệt ra là hai cái tay của mình nằm ở chỗ nào. Cái bàn tay và suy nghĩ của mình á bị sốc sao, đúng không? Chuyện nhỏ mấy ngày đó là nuôi con, đẻ ra sanh con, là tại sao bị sốc? Nó mất thời gian đó. Nó con nói thiệt, nhưng con cảm giác nó bị tăng động á. Đúng không? Đúng rồi. Thôi bác sĩ tâm lý càng lớn nó càng nặng á, tăng động nguy hiểm hơn trầm cảm luôn. Nó chỉ cái đầu nó đau rồi tiện rồi đi. Tại vì con cảm giác cháu nó bị tăng động. Đúng rồi. Mà căn bệnh tăng động nó càng lớn nó càng nghịch, càng nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Càng lớn càng nặng. Nãy giờ ngồi mà thấy cháu cứ nhảy lên nhảy xuống biết à. Là ở nhà thì cháu cứ hay nói là bị đau đầu hả? Đau đầu với ngày sợ. Thì là có bệnh. Cái tối nó nói, ngoại ơi, ngoại làm gì vậy, vậy cho con đi, ngoại làm gì nè. Cái tối làm gì nè, cái nó mới ngủ. Khóc chứ. Bây giờ cô một mình vậy, cô phải nuôi hai đứa, một đứa cháu, rồi đứa con của mình. Rồi bà, mẹ của cô bây giờ cũng lớn rồi, yếu rồi. Cái thằng này mà la nó không dám la cái bắt đầu nó dùng mình nó bơ phờ lắm, không dám la. Nó học có lớp có nó chậm lắm, chậm trí nhớ. Mình luôn luôn để ý cháu. Trời, hai bên giấc nếu mà không có thằng này cô tự tử cô chết. Tôi thật mà không. Cô tự tử 3 lần rồi chưa chết. Cô nhớ là lần đầu tiên mà cô tìm đến cái chết trong cái hoàn cảnh nào không cô? Có. Có hoàn cảnh thứ hai là hồi đó sống bên chồng quá khổ, tự tử chết. Lần thứ ba là đi về cha mẹ ruột đối đãi với mình quá thua. Mang bầu con nhỏ này mới có 1 tháng mấy, 4 tháng mấy thằng tháng 2 sanh. Làm gì không có tiền. Sanh nhỏ này chưa được 1 tháng bà già bà quýnh. Má không chân hậu chết rồi. Sau này bỏ con đi lên thành phố để đỡ. Không nói nữa đâu. Không có nói gì mà được. Thôi chuyện cũ rồi, bỏ qua cô. Giờ mình có sức khỏe mình lo cho con với cháu. Một mình cô mà nuôi 3 miệng ăn, 2 thế hệ, 3 thế hệ luôn. Mẹ, con và cháu. Nói thẳng chứ không có thằng này nữa. Không còn sống đâu. Tôi đi xem dám nó có chờ chứ 3 lần mới xe đụng sống đụng. Người ta cũng như mình, cũng thân xác như mình cũng như vậy mới sao ấy. Mình không biết gieo cái trước gieo cái gì. Kiếp này cứ ngậm ngùi rồi, không có một cái lớp hết. Cứ ráng đi cô ạ, rồi từ từ mọi chuyện nó cũng qua, cô đừng có nghĩ. Cô mong thì sao không được, mẹ nó tỉnh lại để lo phụ cô. Ý là cô muốn chị khỏi bệnh. Đúng. Chị dán làm lo lắng phụ với cô, để nuôi cháu. Cái cũng góp đại lý thì hỏi rồi, cũng trả tiền rồi, cũng xong rồi, đóng là cũng 2 lần rồi. Nhiều khi không có muốn sống. Tối mà nằm thấy cháu, có khi tối nó khó ngủ lắm. Nó lăn đầu này, lăn đầu nọ vậy đó. Phải để lên cái đầu gì nè, mình ngồi gục lên gục xuống để cho nó ngủ im rồi. Để nó thức được, có khi nó dồn thêm nữa. Xin lỗi vậy thôi. Mình cảm giác cháu đang bị tăng động. Cho nên là nãy giờ nói chuyện cháu cứ nhảy. Và tụi mình cũng không dám la cháu lớn. Tại vì khi mà la là cảm xúc của cháu bị trùng lại, là nó bị sốc, dễ bị sốc lắm. Cho nên là mình phải nhẹ nhàng. Nếu mà mọi người có xem clip mà thấy cháu có một số hành động mà nó cũng không khiếm nhã thì mọi người cũng thông cảm. Ừ,
đổ mồ hôi là ngắt, đổ mồ hôi là ngắt qua vậy đó. Dạ thì hôm nay thì con đến thì con xin được cái món quà khoảng 1 triệu à. Con ủng hộ cho cô một ít để cô trang trải cuộc sống. Thì nếu có duyên thì con sẽ quay trở lại thăm cô và giao duyên thêm những cái món quà mới nữa ha cô. Dạ, dạ con gửi cho cô 1 triệu. Cảm ơn rất nhiều. Cô ráng cố gắng giữ sức khỏe để chăm lo con và cháu của mình nha. Dạ, cảm ơn.